Thưa quý vị và các bạn, một mùa hè sôi động nữa lại đến, nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em tăng cao. Đặc biệt, trẻ em vùng nông thôn thường tìm đến sông, hồ, ao, kênh mương để bơi, nghịch nước. Và thực tế đã có những vụ đuối nước thương tâm xảy ra. Trước thực trạng đó, các cấp ngành của tỉnh đã và đang tăng cường các biện pháp để phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Sau đây là ghi nhận của phóng viên báo Hà Nam Điện Tử tại huyện Bình Lục về công tác này. Xác định đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, tai nạn thương tích cho trẻ. Phần lớn các trường hợp đuối nước xảy ra khi trẻ em chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh mương mà không có sự bảo vệ của người lớn. Trong khi đó, trẻ chưa được trang bị kỹ năng bơi lội, cứu đuối cơ bản khi có các tình huống bất ngờ xảy ra. Xuất phát từ những nguyên nhân trên, để hạn chế những tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, nhất là khi bước vào mùa nắng nóng, thời gian qua, Chi đoàn Hội Phụ nữ Công an huyện Bình Lục đã phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn, các nhà trường, các địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho các giáo viên, học sinh trên địa bàn. Bằng cách truyền tải trực quan, sinh động và hấp dẫn, tuyên truyền viên của Công an huyện Bình Lục đã cung cấp cho các em học sinh các số liệu, thông tin về một số vụ tai nạn đuối nước xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian qua. Phân tích và chỉ rõ những nguyên nhân tiềm ẩn xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao, hồ, sông suối, hướng dẫn các biện pháp phòng chống đuối nước và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước, hướng dẫn thao tác sử dụng các phương tiện cứu sinh như áo phao, phao nổi đúng cách, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt. Đồng thời, thực hiện phát gần 200 tờ rơi phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè. Thông qua các buổi tuyên truyền, giúp cho các em học sinh có đủ kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, xử lý an toàn khi gặp nguy hiểm, góp phần phòng tránh, giảm thiểu những tai nạn thương tâm do đuối nước gây ra, đặc biệt trong dịp hè. Thông qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay, em đã học được thêm nhiều kiến thức mới về phòng chống đuối nước, như em không nên bơi ở ao hồ sông suối hay khởi động trước khi bơi. Em sẽ cố gắng thực hiện tốt những điều mà em đã học được và sẽ tuyên truyền để mọi người cùng thực hiện ạ. Mỗi dịp mà hè đến thì các em học sinh chúng ta sẽ rất là mong muốn cũng như là có cái sở thích là được đi bơi lội. Vậy thì làm thế nào để các em có thể bơi lội được an toàn? Thì chúng ta cần phải hướng dẫn các cái kỹ năng cho các em. Vậy thì chúng tôi lực lượng công an cũng đã tổ chức được các cái buổi tuyên truyền như vậy, và đặc biệt là chúng tôi cũng trong thời gian tới thì Chi đoàn Hội Phụ nữ Công an huyện Bình Lục sẽ phối hợp với một số các cái bể bơi trên địa bàn huyện cũng như các cái trung tâm bơi lội của huyện để tổ chức các cái buổi dạy bơi miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng như là những cái vùng mà có nhiều ao hồ sông trên địa bàn huyện Bình Lục. Điểm nhấn trong cái đợt tuyên truyền phòng chống đuối nước lần này là Chi đoàn Hội Phụ nữ Công an huyện Bình Lục chúng tôi phối hợp với Chi đoàn Khối Xây dựng Lực lượng Công an tỉnh xây dựng công trình cảnh báo nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước trên địa bàn các xã, và hiện nay thì chúng tôi đã và đang xây dựng cái mô hình này trên địa bàn của xã Tiêu Động và xã Bối Cầu, và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phát động đoàn viên thanh niên của hai chi đoàn cũng như hội viên hội phụ nữ của Công an huyện Bình Lục sẽ thu gom được những cái quả lốp để tái chế sử dụng thành các cái biển cảnh báo để tiếp tục nhân rộng cái công trình này trên địa bàn toàn huyện. Bên cạnh sự phối hợp vào cuộc của các đơn vị nhà trường, về phía địa phương, công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cũng đang được quan tâm thực hiện. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Lục đã yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Đồng thời, ra soát, phát hiện kịp thời các khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn, thương tích để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em. Tại các xã, thị trấn trên địa bàn Bình Lục, ghi nhận sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, quản lý, phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực, phương tiện, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ. Trong thời gian qua, thì Ban chấp hành đoàn xã Bối Cầu cũng triển khai đến các chi hội và các chi đoàn ở trên địa bàn thôn xóm, và nhất là cho hai nhà trường, trường tiểu học và trường trung học cơ sở, đối với những cái việc mà học sinh thì chuẩn bị về sinh hoạt tại địa phương, nói chung là hè tại nghỉ học sinh hoạt hè tại địa phương, thì anh em ban chấp hành cũng tuyên truyền và cũng có gặp gỡ các đồng chí bí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, và cũng trao đổi các vấn đề bí thư chi đoàn về liên quan đến các cái danh sách học sinh mà về địa phương sinh hoạt hè,
Qua đó thì anh em cũng triển khai đến với lực lượng công an, thì là một bí có đồng chí công tác và phối hợp với lại chi đoàn công an huyện để công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Đến nay thì qua cái đăng ký cái việc mà các em học dạy bơi ở trên địa bàn, thì trên địa bàn này có một cơ sở là bơi hè, gọi là bể bơi, để cho các em thì trong cái thời gian hè được vui chơi và được học bơi, thì cũng đã rất nhiều học sinh là đã đăng ký và để được dạy bơi. Qua quá trình đó thì năm nào cũng vậy, ở trên địa bàn xã Vũ Cầu thì không xảy ra các cái hiện tượng ví dụ bơi ở những cái ao sâu hoặc là những cái hiện tượng đuối nước. Nên là qua đó thì các cái công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh, hoặc là sẽ có cái những cái cam kết ở góc độ là gia đình với học sinh, hoặc là qua đó là có những cái buổi trải nghiệm thi bơi ở trên các cái bể bơi ở trên địa bàn xã, để tạo cho các em là lan rộng ra để các em để học tập để bơi, để làm sao tránh trường hợp mà phòng đuối nước xảy ra đáng tiếc ở trên địa bàn xã Vũ Cầu. Để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người do tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, thời điểm này, các địa phương đang tiếp tục tăng cường kiểm tra chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em bằng nhiều giải pháp hiệu quả thiết thực. Không những trong cái năm nay, và chúng tôi đã thường xuyên làm rất nhiều năm rồi. Thế bởi vậy cho nên là đối với xã Tự Động thì từ trước nay chưa có một cái tình huống xấu về cái đặc biệt là vấn đề đuối nước. Đấy. Thế về phương hướng tới thì chúng tôi cũng đã giao cho các mặt trận, các đoàn thể đấy, và nhà trường phải xây dựng cái kế hoạch. Đấy. Đặc biệt chúng tôi chú trọng vào trong cái việc là các cháu về sinh hoạt hè, và trong đó có cái quan tâm đến cái vấn đề phòng chống đuối nước ở địa phương. Thế rồi song song đó thì chúng tôi cũng yêu cầu đoàn phát thanh của xã để tăng cường cái thời lượng phát tin trên hệ thống loa truyền thanh để các bậc phụ huynh cùng các cháu sẽ quan tâm để thực hiện tốt cái nội dung này. Đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh được, do đó cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và cả cộng đồng. Để trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, mỗi bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý, giám sát chặt chẽ khi cho trẻ đi chơi ở những nơi có sông, hồ, ao đập. Đồng thời, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng bơi và xử lý các tình huống khi ở dưới nước.